Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta. Tin tức ngày 28 tháng 4 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Bắt nhiều cá sấu, kênh ven Sài Gòn phóng xanh mà chọn lộn bé bự. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng thì người dân sinh sống tại Sài Gòn đã bắt được hai con cá sấu lớn với kích thước là 70-80kg. Và theo thông tin từ báo VN Express thì đăng tải, chỉ trong vòng hơn nửa tháng qua, người dân xã Phạm Minh Hai, huyện Bình Chánh đã bắt được hai con cá sấu trưởng thành khoảng 70-80kg ngay tại kênh tưới tiêu và ao nước gần nhà. Và cũng trong khoảng thời gian gần đây, anh DVT 41 tuổi sống tại ấp 4 đã bắt được con cá sấu dài 2,5m, nặng 76kg, sọc trắng, có vảy chạy dọc thân. Anh phát hiện ra con vật nguy hiểm này ở ao nuôi cá tra sát kênh sáng. Sau khi quan sát cẩn thận thì thấy con cá sấu nằm sát bờ ao, anh đã gọi một người gần nhà để cùng bắt. Và theo báo Người Lao Động đưa tin thì không chỉ anh T, cách đó chừng 2km, một nhóm thanh niên sống tại ấp 7 cũng từng bắt được con cá sấu dài hơn 2m, nặng khoảng 70kg gần nghe. Trước tình trạng cá sấu tung tăng nhiều như vậy, người dân đã tỏ ra vô cùng bất ngờ. Bạn KM chia sẻ, sao lắm cá sấu, vậy ta hay ai phóng sinh nhầm sai bự như vậy thì mang bé về đi nhé. Bên cạnh đó thì bạn ML cũng cho biết cá sấu là loài rất nguy hiểm, mọi người nên thật cẩn trọng thì hơn. Chia sẻ về điều này với báo thì bà Trần Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phạm Văn Hai cho biết hiện tại địa phương đang xác minh thêm hai trường hợp bắt được cá ở ấp 2 và 7. Và theo bà Thảo thì xã hiện có một công ty và một hộ dân có giấy phép nuôi cá sấu với hơn 3.000 con. Bà cùng với lực lượng chức năng sẽ phối hợp với kiểm lâm để rà soát lại các cơ sở chăn nuôi cá sấu. Chúng tôi đã khuyến cáo người dân ở xã sống gần các kênh rạch hoặc là đánh bắt cá phải cảnh giác, bà nói. Và cũng theo nguồn tin trên thì ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh nhận định loài cá sấu mà người dân bắt được là cá sấu nước ngọt hay là cá sấu sim. Chúng có thể tấn công người nếu bị kích động, vì vậy ngay khi phát hiện, người dân không nên tự ý bắt giữ mà báo cho lực lượng chuyên trách để xử lý. Và thực tế thì vào tháng 9 năm 2020, cá sấu cũng từng quậy ở bến phà Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, khiến người dân vô cùng lo sợ. Người phát hiện ra con vật này là người lái đò trên sông. Sau khi thấy cá sấu, ông đã tiến hành trình báo các cơ quan chức năng phường Phú Cường. Ngay lập tức, Ủy ban Nhân dân quận 12 cũng đã tiến hành đưa ra văn bản yêu cầu những phường An Phú, Đông và Thạnh Xuân và Thạnh Lộc cần đề cao cảnh giác về việc cá sấu xuất hiện trên sông Sài Gòn. Và để đảm bảo an toàn cho chính mình, người dân sau khi thấy cá sấu không nên tự ý vây bắt, đồng thời hãy liên hệ ngay cho các cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời. Và đó là thông tin ngày 28 tháng 6 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bố thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment. Tạm biệt anh em.